Chào các anh các chị. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các anh các chị làm khẩu phần ăn và hướng dẫn các anh các chị cân làm sao cho tỷ lệ khẩu phần ăn nằm trong khoảng chuẩn, cộng với việc là cân làm sao tiền trẻ đóng của trẻ khi mà chúng ta tính khẩu phần ăn xong và chi xong phải bằng tiền trẻ đóng. Ví dụ chúng ta sẽ có hai thực đơn là tuần chẵn và tuần lẻ như đây. Các anh các chị sẽ nhìn thấy ở trong mục này. Đấy, có hai thực đơn tuần chẵn tuần lẻ. Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn các anh các chị làm một ngày nào đó, ví dụ ngày đầu tiên của tuần 1 để tính khẩu phần ăn đúng tỷ lệ PRG và đúng tiền trẻ đóng. Khi chúng ta làm thì chúng ta sẽ xác định là cái thứ nhất, chúng ta phải thêm toàn bộ các cái món đã có ở trong thực đơn này, bao gồm cả các món ở tuần 1 cộng tuần 2 vào phần mềm. Thì bước đầu tiên chúng tôi sẽ hướng dẫn các anh các chị thêm các món này vào trong thư viện món ăn của trường mình. Đúng. Để thêm được các món ăn này vào trong thư viện của trường mình thì chúng ta sẽ vào mục thư viện món ăn đây. Đây, các anh chị sẽ nhìn thấy này. Sau khi mà vào xong thư viện trường mình thì chúng ta sẽ để ý có chức năng thêm nhanh này, thêm này, sửa xóa, sửa theo giá này, gồm thực phẩm, hướng dẫn video. Và đặc biệt ở trong đây có định lượng nấu. Bảng định lượng nấu này ấy, chúng tôi hỗ trợ cho các anh các chị dễ dàng nắm bắt để mà khi mà làm một cái món nào đấy dành cho một cháu, các anh các chị sẽ để ý nhé. Món này chúng ta sẽ làm chỉ dành cho một cháu thôi. Đấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào việc là thêm các cái món từ từ thực đơn của trường và thư viện món ăn. Đấy. Chúng ta sẽ kích vào nút thêm nhanh ở đây. Sau đó các anh các chị chọn thư viện chuẩn. Vì sao chúng tôi hướng dẫn các anh các chị chọn thư viện chuẩn? Bởi vì trong thư viện chuẩn là thư viện mà chúng tôi tạo ra sẵn. Do vậy, tỷ lệ nấu cho các con cho một bữa cho một cháu nó rất là chuẩn. Còn đối với trường hợp các anh các chị chọn từ trường khác, nó có đặc thù là các món ăn từ các trường khác họ sẽ lấy các loại thực phẩm khác nhau, các thực phẩm khác nhau khi nấu, hoặc họ đã điều chỉnh số lượng nấu cho một bữa một con. Do đó sẽ xảy ra hiện tượng nếu chúng ta chọn các món từ trường khác sẽ xảy ra hiện tượng là có nhiều hơn hai loại thực phẩm cùng một chức năng, ví dụ như nước mắm chẳng hạn. Nếu chúng ta chọn từ các trường khác, các món từ các trường khác sẽ dẫn đến hiện tượng là có rất nhiều dầu ăn hoặc là nhiều dầu rất rất nhiều nước mắm, vân vân. Vậy thì các anh các chị nên chọn thư viện chuẩn. Sau khi chọn thư viện chuẩn xong, chúng ta sẽ xem thực đơn của chúng ta. À, ví dụ hôm nay là thứ hai. Đấy. Ở đây có bữa phụ có sữa chua thì chúng ta sẽ tìm sữa ở đây. Các anh các chị để ý nhé. Chúng ta có thể đánh cả cụm từ là sữa chua. Đấy. Thì khi chúng ta tìm ra thì hệ thống sẽ tìm ra những cái món liên quan đến sữa chua.
hoặc chúng ta có thể tìm cái từ đại diện cho món đấy. Đấy. Sau khi tìm được món mà chúng ta thấy là chuẩn thì chúng ta sẽ kích chuột phải, kích chuột vào món đó để hệ thống đẩy sang khung bên. Lưu ý các anh các chị là khi chúng ta tìm món thì chúng ta sẽ để ý ở đây có các cái trang, từ trang 1 đến trang 4. Chúng ta có thể kích vào cái mũi tên sang bên phải để chúng ta có thể lấy được các cái món khác. Tiếp tục chúng ta sẽ tìm các cái món tiếp theo bằng cách chúng ta sẽ xem thực đơn của ngày thứ hai. Ví dụ ở đây nó thực đơn ngày thứ hai có gà om nấm thì chúng ta sẽ đánh tìm gà om chẳng hạn. Đây chúng ta có thể đánh thực phẩm là gà thôi. Thì khi đánh thực phẩm gà thì hệ thống sẽ có các cái món liên quan đến gà. Và chúng ta cũng có thể kích vào mũi tên tiếp theo để chúng ta nhìn thấy được các cái món ở trong trang tiếp theo. Chúng ta có, sau khi mà chúng ta thấy món đó chuẩn rồi, chúng ta lại kích chuột vào món đó. Rồi hệ thống sẽ đẩy sang khung bên. Tiếp tục ở đây sẽ có món tiếp theo là rau cải bắp luộc. Thì chúng ta sẽ tìm món bắp luộc. Bắp. Chúng ta lại kích chuột vào món đó. Các anh các chị để ý, món bắp luộc hay bắp xào nó chỉ khác nhau ở chỗ là chúng ta cho thêm ít dầu. Thì chúng ta có thể chọn món tương tự như vậy. Bây giờ chúng ta lại kích chuột để món đó sang khung bên. Món tiếp theo ở đây là canh chua thả giá. Thì chúng ta lại chọn canh chua. Đấy. Đây, có món canh chua thả giá đây. Tiếp tục chúng ta lại chọn cháo gà nấm. Thì chúng ta sẽ tìm món cháo. Thì khi tìm món cháo ra rất nhiều món. Đây, chúng ta sẽ nhìn thấy là cháo gà nấm hương đây, chúng ta lại kích sang. Tiếp tục chúng ta lại chọn tiếp là bún thịt canh chua. Bún thịt. Sau khi tìm được món bún thịt thì chúng ta lại kích sang. Tiếp tục chúng ta lại tìm món cháo thịt. Và chúng ta lại tìm kiếm và kích sang. Ví dụ ở đây chúng ta có thể dùng cháo thịt rau cải đi, hoặc cháo thịt cải búp, và kích nó sang. Như vậy chúng ta đã chọn tất cả các cái món mà thứ hai có. Thì chúng ta để ý nhé, trong đây thực đơn không ghi cơm thì bắt buộc chúng ta phải lưu ý ở trong đầu của chúng ta là chắc chắn sẽ phải nấu cơm. Vậy chúng ta sẽ tìm tiếp cơm ở đây và sau đó chúng ta kích sang. Tiếp tục chúng ta lần lượt thêm các món tiếp theo của các ngày tiếp theo, các thứ tiếp theo trong tuần 1 và tuần 3 để hoàn tất quá trình tạo món ăn vào trong thư viện trường mình. Các anh các chị lưu ý, sau khi thêm xong tất cả các món ăn vào trong trường mình xong, chúng ta cũng lưu ý một đặc thù là trường chúng ta nếu sử dụng ga để nấu thì chúng ta sẽ tìm ga và sau đó chúng ta sẽ kích sang. Sau khi hoàn thành xong thì chúng ta sẽ cập nhật
và chúng ta sẽ lưu lại. Vậy là chúng ta đã làm được toàn bộ các cái món vào thư viện món ăn của trường chúng ta thôi. Rồi, phát sinh, chúng tôi muốn nhấn mạnh cho các anh các chị vấn đề phát sinh như sau. Đôi khi chúng ta kích vào nút thêm nhanh và chúng ta tìm một cái món nào đấy ở trong thư viện chuẩn và không có món đó. Ví dụ chúng ta tìm món cháo thịt bê chẳng hạn, thì khi tìm chắc chắn nó sẽ không có. Vậy thì chúng ta sẽ tìm một món cháo thịt bò. Đấy. Rồi sau đó chúng ta kích sang và cập nhật. Và chúng ta để ý cái món này nó sẽ đẩy lên trên đầu tiên. Anh các chị để ý nhé, chúng ta sẽ thêm những món mà trong thư viện không có vào sau trường của chúng, tức là chúng ta sẽ tìm những cái món mà không có trong thư viện ấy và thêm vào sau thư viện món ăn của trường mình. Đấy. Chúng ta sẽ tìm món tương tự, sau đó cập nhật vào hệ thống của chúng ta và chúng ta sẽ biến đổi món đó thành món của trường chúng ta. Chúng ta lưu ý khi chúng ta kích nút số cộng của món đó này vào món đó này thì chúng ta sẽ thấy thành phần thực phẩm nấu thành các món đó hiển thị ra ở đây. Thì sau đó chúng ta phải lưu ý là trong đây có món cháo thịt bò. Món này là món cháo thịt bò mà trong đó chúng ta cần làm là làm cháo thịt bê. Vậy chúng ta phải nghĩ ngay là chúng ta sẽ sửa thịt bò thành thịt bê. Vậy chúng ta phải sửa cả tên bên ngoài cộng bên trong. Chúng ta kích vào món và sau đó kích nút sửa. Và khi kích vào nút sửa xong thì chúng ta sẽ phải để ý ở đây là cái tên thành phẩm này. Thì chúng ta sẽ đánh là thịt bê, sửa lại thành thịt bê. Tiếp tục ở đây có thịt bò, vậy thì chúng ta sẽ tìm thịt bê ở bên. Đấy, kích vào biểu tượng tìm này, sau đó chúng ta sẽ kích sang. Vậy ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là ở dưới thịt bò giá trị bao nhiêu thì chúng ta đánh nó vào. Ví dụ 0,1 chẳng hạn. Đơn giá là 175.000 chẳng hạn. Thì chúng ta cũng điền như vậy. Sau khi điền xong rồi, ở đây có thể là 0,25 cũng được. Đấy. Và chúng ta phải tìm cách làm sao loại bỏ cái thịt bò này ra khỏi cái thành phần nấu. Và ngay chúng ta kích vào biểu tượng bằng cách chúng ta kích vào tên thực phẩm này và sau đó chúng ta kích vào loại bỏ thực phẩm. Và khi loại bỏ xong thì chắc chắn là các món này sẽ loại ra khỏi thành phần thực phẩm nấu cho món cháo B. Và việc cuối cùng là chúng ta sẽ cập nhật. Vậy khi cập nhật xong thì chắc chắn món này sẽ biến thành món của trường chúng ta. Các anh các chị lưu ý nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đây, bởi vì cái này tôi làm ví dụ nên tôi sẽ xóa nó đi. Sau khi chúng ta tìm và tạo các món xong thì bước tiếp theo chúng ta sẽ kích vào nút sửa tên và giá theo danh sách, chúng ta kích vào đây. Và chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong khung này sẽ có các cái thực phẩm nấu thành các món của trường chúng ta. Thì chúng ta sẽ kích vào ô đơn giá để chúng ta sẽ sửa lại các đơn giá. Hoặc chúng ta kích vào đơn vị tính. Các anh các chị để ý đơn vị tính này chúng ta phải tính toán làm sao chuẩn. Và cái thứ hai là sau khi sửa lại đơn vị tính thì chúng ta phải sửa lại quy đổi. Ví dụ nếu chúng ta thay đổi đơn vị tính ở đây sang một cái đơn vị tính là con chẳng hạn, bắt buộc chúng ta phải
quy đổi ra cân là bao nhiêu cân hay tương đương là bao nhiêu kg. Ví dụ chúng ta mua con gà mà đã mổ rồi một con khoảng độ cân 2 thì chúng ta sẽ đánh 1.200 ở đây. Đấy. Còn trường hợp chúng ta không thay đổi, chúng ta để nguyên thì chúng ta không sửa gì. Đấy. Chúng ta cũng lưu ý tại đây nếu những thực phẩm nào là thực phẩm khô muốn lưu nhà bếp thì chúng ta tích vào. Và sau khi mà thực hiện quá trình sửa giá thành công thì chúng ta sẽ cập nhật. Và như vậy chúng ta đã hoàn thành quá trình sửa giá và tên theo đúng của đơn vị cung cấp thực phẩm đưa cho chúng ta. Phần thứ hai, bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn các anh các chị cân khẩu phần ăn cho cái ngày, cho thứ hai, và làm sao để đúng cái tỷ lệ khẩu phần ăn. Sau khi chúng ta tạo món ăn xong thì chúng ta sẽ vào tính khẩu phần ăn. Chúng ta sẽ để ý đây có nút thêm. Ngoài ra các anh các chị có thể xem video này. Chúng ta sẽ kích vào nút thêm. Và khi kích vào nút thêm xong, hệ thống sẽ tải ra và chúng ta sẽ chọn cái ngày chúng ta làm khẩu phần ăn. Chúng ta sẽ chọn ví dụ ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021. Chúng ta sẽ đánh, chúng ta sẽ kích vào lịch nhé. Sau đó chúng ta sẽ kích vào cái ngày. Chúng ta sẽ để ý nếu chúng ta muốn thêm vào một cái ngày nào đấy của cái tháng nào đấy. Ví dụ tháng này đang là tháng 1 năm 2021. Chúng ta cũng có thể quay lại lịch để vào tháng 12. Tương tự như thế. Đấy. Chúng ta lấy tiếp theo. Giờ chúng ta sẽ chọn một ngày nào đấy. Ví dụ ngày mùng 2 tháng 11. Sau khi chọn xong thì chúng ta sẽ điền số trẻ ăn ở đây. Ví dụ 15. Khi chúng ta điền nhà trẻ ăn là 15, chúng ta kích ra bên ngoài và hệ thống sẽ hiển thị nhu cầu ở đây. Tiếp tục chúng ta sẽ điền tiếp mẫu giáo là bao nhiêu cháu, chúng ta sẽ điền ở đây. Sau khi điền xong thì chúng ta kích ra bên ngoài để nhu cầu hiển thị ở đây. Việc tiếp theo là chúng ta phải điền các món ăn ở khung ở trên. Các anh các chị để ý, các món ăn này là chúng ta sẽ lấy, chúng ta điền theo cái thực đơn của chúng ta. Như vậy, thứ hai ở đây. Đây chúng tôi sẽ làm, đây chúng ta sẽ để ý nhé. Đây là thứ hai đi. Vậy thì chúng tôi sẽ sửa lại, chọn lại vào đúng thứ hai. Ví dụ chúng tôi sẽ làm ngày mùng 4 đi. Và bây giờ chúng ta sẽ đánh lại. Đấy. Vậy thứ hai ở đây sẽ có món sữa chua. Đấy, sữa chua chua này nếu trường hợp chúng ta ghi là bữa phụ sáng mà không ghi rõ nhà trẻ mẫu giáo thì chắc chắn chúng ta sẽ hiểu là đây dành cho cả hai khối. Vậy chúng ta sẽ kéo thanh trượt xuống và chúng ta sẽ đánh là sữa chua. Tiếp tục ở đây món dành cho mẫu giáo thì chúng ta sẽ đánh tiếp là sữa chua. Tiếp tục ở đây bữa trưa có gà om lấm, chắc chắn là sẽ có cơm. Mỗi giáo ở đây có cháo gà nấm hương. Đấy. Chúng ta sẽ điền cháo gà nấm hương. Tiếp tục ở đây chắc chắn là sẽ cơm, bởi vì không có nên tôi sẽ đánh. Tiếp tục chữ cái đầu viết hoa, các anh chị để ý chữ cái đầu viết hoa, các món cách nhau dấu phẩy nhé. Rồi, tiếp tục ở đây sẽ có gà nấm hương. Tiếp tục ở đây có rau. Nhớ là chữ cái đầu tiên viết hoa, các món cách nhau dấu phẩy. Tiếp tục ở đây sẽ có bún thịt canh chua bữa chiều, đúng không ạ? Bữa chiều này dành bún thịt canh chua, chúng ta đoán biết ngay sẽ là dành cho mẫu giáo. Cháo thịt ở đây thì chắc chắn là dành cho nhà trẻ.
Sau khi chúng ta điền xong các món ở đây xong thì việc chúng ta làm đó là phải cân khẩu phần ăn. Chúng ta lưu ý, bởi vì chúng ta đã tạo các món ăn vào thư viện rồi thì chúng ta sẽ kích vào cân khẩu phần ăn ở đây. Sau khi cân vào khẩu phần ăn thì chúng ta sẽ nhìn thấy hai bước. Bước thứ nhất là hai cách. Cách thứ nhất sao xét thực đơn, tức là để chỉ để dành riêng cho những cái ngày mà chúng ta đã làm rồi, để chúng ta sẽ xét vào ngày mùng 4 tháng 1 này. Các anh các chị để ý nhé, khi chúng ta điền xong món điền xong các cái số lượng trẻ ăn ở đây, chúng ta sẽ nhìn thấy tiền được chi này, nhu cầu này, thì chúng ta làm sao để đấy là ra tiền được chi chung. Và ở đây chúng ta sẽ để ý là trẻ ăn ở đây sẽ là 30.000 một suất. Cái phần báo tiền ăn này nó ở trong cái phần khai báo hệ thống. Thì chắc chắn khi mà các chị dùng hệ thống của phần mềm chúng tôi đã khai báo và chúng tôi đã thiết lập cho. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái phần vào chức năng cân đối. Bởi vì làm mới nên chúng ta sẽ chọn cách 2, và sau đó chúng ta sẽ kích vào cái mũi sổ xuống ở đây. Và chúng ta sẽ chọn lần lượt các món ở trong thư viện của trường mình. Đây, chúng ta sẽ chọn thư viện trường mình, chúng ta sẽ kéo đây, kéo xuống này. Ví dụ ở đây bữa chiều có cháo thịt, chúng ta đánh cháo thịt. Chúng ta tìm. Như vậy, trước khi chúng ta lựa chọn này thì chúng ta để ý món cháo thịt này nấu cho mỗi nhà trẻ thì chúng ta bỏ mẫu giáo đi nhé. Rồi chúng ta chọn tiếp tục. Chúng ta sẽ nhìn thấy bốn thịt thì chúng ta sẽ đánh bốn. Trước khi chọn thì chúng ta sẽ thấy bốn nấu cho mẫu giáo. Đấy, chúng ta lựa chọn. Tiếp tục ở đây có cháo gà. Cháo gà. Chúng ta tìm. Cháo gà chỉ nấu mỗi nhà trẻ thì chúng ta tích nhà trẻ bỏ mẫu giáo. Lựa chọn. Tiếp tục chúng ta sẽ chọn cơm. Cơm này chỉ nấu cho mẫu giáo thì chúng ta sẽ lựa chọn cơm. Tiếp tục gà. Gà om. Đấy, chúng ta lại chọn tiếp vì mặc định là mẫu giáo rồi. Tiếp tục rau cải. Hay gọi rau mắp. Đấy, chúng ta lại lựa chọn. Tiếp tục ở đây có canh. Canh ở đây là canh chua thả giá. Đấy. Tiếp tục ở đây sẽ có sữa chua. Sữa chua dành cho 2 khối. Sau khi chọn xong các món của ngày của thứ hai thì chúng ta để ý nếu chúng ta muốn sử dụng ga để nấu thì chúng ta sẽ điền và tìm ga. Ga này nấu chung thì chúng ta sẽ tích vào 2 khối, chúng ta lựa chọn. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện quá trình cân khẩu phần ăn. Thì như vậy, ở trong đây chúng ta sẽ để ý nhà trẻ này dự kiến chi sẽ là 328.000, được chi sẽ là 450.000, vậy thì đang thiếu. Chúng ta làm sao để cái tỷ lệ chi đã chi là phải ngang nhau. Tương tự như thế. Bây giờ chúng ta sẽ xem kết quả nhà trẻ. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cột nhà trẻ đây. Chúng ta xem kết quả nhà trẻ này. Đấy. Và khi xem kết quả nhà trẻ thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái tiền đã chi này rất là ít. Vậy thì chúng ta sẽ phải tăng cái thực phẩm nấu ở đây lên. Đấy. Thì các thực phẩm nấu dành cho nhà trẻ thì chúng ta sẽ nhìn cột số lượng này. Những thực phẩm nấu nào mà có giá trị lớn hơn không, có nghĩa là thực phẩm đấy đang nấu cho nhà trẻ. Vậy chúng ta sẽ để ý ở đây chúng ta có thể tăng những thực phẩm nấu nào, ví dụ như là sữa cải cúc này. Cải cúc chúng ta có thể tăng này. Tiếp tục ở đây chúng ta có thể tăng thịt gà này. Đấy, tăng thịt lợn sấn vai này. Thịt thăn thì chúng ta không tăng bởi vì là thịt thăn này nấu cho mẫu giáo. Hành này, gạo nếp này, bột canh này. Đấy, đấy là những cái thực phẩm mà chúng ta có thể tăng, hoặc dầu ăn. Vì sao chúng ta không tăng hộp
Sữa chua, bởi vì sữa chua tính bằng hộp, nếu chúng ta tăng lên ấy, thì nó sẽ nảy sinh trường hợp là nó dư so với số lượng mà chúng ta khai báo báo ăn. Vậy có hai cách để chúng ta tăng các thực phẩm kèm theo như ở trong đây, những cái thực phẩm nấu này lên. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây, chúng ta tăng cái lượng nấu cho mỗi món lên. Chúng ta tăng là 20 suất. Vì sao chúng tôi hướng dẫn các anh chị tăng ở đây? Bởi vì cái này nó không ảnh hưởng gì cả. Bởi vì khi mà sau khi áp dụng ấy, thì hệ thống nó chỉ tăng cái số lượng thực phẩm nấu lên thôi. Còn nó sẽ vẫn giữ nguyên cái số lượng báo ăn ở đây. Số lượng báo ăn là vẫn là 10, 15. Đấy. Tiếp tục ở đây chúng ta sẽ tăng 20. Đấy. Tiếp tục ở đây. Đấy. Vậy thì chúng ta chỉ có thể tăng hai cái loại này thôi. Vậy thì khi mà xem lại thì chắc chắn nó vẫn còn thiếu. Đấy, vẫn còn thiếu như này. Đấy. Vậy thì chúng ta có thể để ý ở đây này. Chúng ta phải nhắc qua trước là chúng ta sẽ phải làm sao cái tỷ lệ khẩu phần ăn này phải nằm trong khoảng chuẩn, ví dụ P này, protein nằm trong thực phải từ 13 đến 20, vậy thì là đủ. Lipid từ 30 đến 40, vậy thì nó đang thiếu. Glucid ở đây nó đang là 53, vậy ở đây nó phải cần là 47 đến 50, vậy thì cái số lượng này nó đang thừa. Có hai hướng để chúng ta sửa cái số lượng này bằng cách là chúng ta tăng chính cái thực phẩm mà còn thiếu, thì hai cái chỉ số còn lại nó sẽ giảm đi. Đấy. Vậy thì ở đây chất béo đây chúng ta sẽ ngầm hiểu nó sẽ có ở thịt và dầu ăn. Vậy thì trong đây nó sẽ có thịt và dầu ăn, chắc chắn nó có thịt và dầu ăn. Vậy chúng ta có thể tăng thịt lên hoặc dầu ăn lên bằng cách là chúng ta tăng cái món nấu có chứa thịt với dầu ăn. Nếu mà chúng ta tăng như thế nó sẽ dở hơi ở chỗ là cái tỷ lệ nó sẽ tăng các thành phẩm thực phẩm khác tăng đều. Vậy thì chúng tôi đã tích hợp luôn ở trong cái phần này tự động là thêm cái thực phẩm vào thư viện món của chúng ta, và chúng ta sẽ chọn thêm cái thực phẩm đó vào cái bữa này. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy ấy, là thịt sơn vai này đang nấu cho mẫu giáo ở nhà trẻ. Vậy chúng ta có thể kích nút thêm đây để hệ thống tự động thêm cái thịt lợn sơn vai này vào thư viện món ăn của trường, để chúng ta chọn riêng rẽ cái thực phẩm này vào bữa này cho đúng mẫu nhà trẻ. Đấy, chúng ta ok. Đấy, tương tự như vậy chúng ta có thể tăng thêm một chút dầu bằng cách là chúng ta đẩy dầu ăn vào vào thư viện món ăn để chúng ta chọn thêm vào mà. Đấy. Ok, sau đó chúng ta sẽ thoát đi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái món thịt đấy, tìm thịt đấy. Đây chúng ta sẽ nhìn nhìn thấy này. Cái thịt lợn sấn vai của chúng ta đã gì nhỉ, đã thêm thông qua quá trình cân ấy. Bởi vì nguyên tắc là chúng ta chỉ tạo các món ăn độc lập thôi, nhưng bởi vì do đó là để tăng chính cái thực phẩm đấy thì bắt buộc chúng ta phải tạo riêng rẽ các món đó chứa riêng cái thực phẩm đó. Vậy thì chúng ta đã tăng nhà trẻ thì chúng ta sẽ bỏ tinh mẫu giáo, là chúng ta sẽ lựa chọn này, chọn cho nhà trẻ. Và khi lựa chọn nhà trẻ này thì chúng ta sẽ sửa lại cái sự lượng nấu này, chỉ tăng một ít thôi, khoảng độ tăng 36 thôi. Đấy. Nấu ăn cho ba cháu, tức là chúng ta sẽ lấy một ít, tăng thêm một ít thịt cho khối nhà trẻ. Bây giờ chúng ta xem lại kết quả. Và khi xem lại kết quả thì cái tiền này nó sẽ tăng lên này, và cái tỷ lệ dầu ăn này nó sẽ cái lipid sẽ tăng lên một chút nữa. Vậy chúng ta sẽ tăng thêm một tí nữa này. Ở đây là 5 suất. Giờ chúng ta xem kết quả. Đấy. Đây lên 27 rồi. Đấy. Chúng ta sẽ tăng lên 6 đi. Đấy, chúng ta xem. Đấy, vậy là đang 4436 gần đủ. Đấy, và chúng ta sẽ thấy ở đây này, chúng ta sẽ kéo lên trượt ở đây, dầu ăn ở đây
là có 120 ml cho 15 cháu mà 3 bữa cơ. Vậy là chúng ta có thể tăng dầu ăn ở đây. Vậy thì chúng ta sẽ tìm dầu ăn. Đấy. Chúng ta sẽ chọn dầu ăn. Chúng ta sẽ xem kết quả. Đấy. Thì như vậy, khi tăng dầu ăn chúng ta sẽ nhìn thấy cái lipid này sẽ tăng lên rất nhiều và glucid này sẽ đặt giảm đi. Vậy quan trọng nhất là cái tiền này nó vẫn chưa đủ. Đấy. Thì chúng ta xem lại dầu ăn, đây nó mới có tăng khoảng độ 160 ml thôi. Đấy. Thì chúng ta lại tăng thêm ít ở đây. Ví dụ chúng ta sẽ tăng 22 suất cháo. Đấy. Đấy, như vậy là đủ rồi, thừa 2.000. Vậy chúng ta sẽ gì giảm chỉ còn tăng 21 thôi. Như vậy chúng ta đã cân xong cái tỷ lệ PLG của nhà trẻ. Tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện quá trình cân của mẫu giáo. Nó kích vào đây, chúng ta xem kết quả. Như vậy tiền đã chi ở đây rất là nhiều. Vậy thì bắt buộc chúng ta lại phải giảm. Đấy. Vậy chúng ta sẽ giảm những cái thực phẩm nào? Chúng ta sẽ để ý ở đây nhé. Ở đây này. Đấy. Chúng ta sẽ đang nhìn. Trước khi giảm thì chúng ta phải xem cái tỷ lệ PLG. Protein này đủ này. Lipid này nhiều hơn này. Glucid thì rất là ít. Vậy thì chúng ta sẽ glucid ở đây đó chính là gạo. Chúng ta sẽ tăng gạo. Và như vậy chúng ta sẽ giảm lượng thịt đi. Ở đây. À, chúng ta sẽ giảm lượng thịt bằng cách chúng ta sẽ tìm những món liên quan đến thịt chúng ta sẽ giảm đi. Ví dụ chắc chắn là dầu đây này, dầu đây nó nhiều đúng không ạ? Do là cá bắp xào thì chúng ta có thể giảm cá bắp bắp cũng được. Đấy. Tiếp tục ở đây chúng ta có thịt lợn ở thịt gà này, chúng ta sẽ giảm 15. Chúng ta giảm vừa phải thôi. Nếu chúng ta giảm nhiều quá dẫn tới hiện tượng là cái thực phẩm nấu ấy. Đây, các thực phẩm nấu này, các món ở đây nấu thành và cái số lượng nó ít quá so với thực tế thì nó sẽ không được hay. Vậy thì đây này, đang là dư 150 nữa. Đấy, vậy thì chúng ta tiếp tục chúng ta sẽ giảm đấy. Vậy thì chúng ta sẽ làm 15 nên tăng là chúng ta sẽ tăng lên 14 đi. Đấy, chúng ta đã thiếu 2.000 nữa, à 4.000 nữa. Vậy thì chúng ta xem lại này. Vậy thì ở đây chúng ta muốn tăng cái glucid thì chúng ta sẽ lại tăng gạo lên một chút. Đấy, ở đây chúng ta sẽ tăng lên khoảng 22 suất. Mình xem kết quả. Đấy, rất là ngon và thiếu thiếu một chút tiền. Vậy là chúng ta sẽ tăng ở đây thêm 10, 13. Đấy, như vậy chuẩn và tỷ lệ PLG của chúng ta rất là chuẩn đúng không ạ? Đấy, chúng ta sau khi chúng ta xem chuẩn rồi thì chúng ta sẽ áp dụng thôi. Áp dụng. Và khi áp dụng hệ thống sẽ đẩy hết sang đây. Và các anh chị để ý là những cái thực phẩm nấu này nó sẽ lấy từ cái phần chúng ta cân sang và chúng ta sẽ để ý cái tiền trung bình chung của các con đóng là 30.000 này, nó rất là chuẩn và cái tiền dư cuối ngày nó chỉ dư 1-2.000 thôi. Và cái quan trọng nhất là tỷ lệ PLG này mà chúng ta cân này dành cho hai khối là sẽ là rất chuẩn. Đấy. Bây giờ chúng ta có thể xem lại kết quả ở đây. Chúng ta xem. Đấy. Sau khi hoàn tất quá trình này thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ kiểm tra nhập khô. Thì khi kiểm tra nhập khô, hệ thống sẽ hiển thị những cái thực phẩm màu đỏ này là thực phẩm khô để chúng ta nhập trước phần phần mềm để chúng ta nấu trừ dần, tức là nhập vào nhà bếp ấy, thì chúng ta kích vào đây. Nếu trường hợp còn ấy, thì hệ thống sẽ hiển thị ra. Còn trường hợp hết thì chắc chắn nó sẽ không có thì chúng ta sẽ bỏ qua cái bước này. Đây chúng ta phải kiểm tra. Ok. Vậy thì đây toàn bộ thực phẩm khô.
nó đang hết, bắt buộc chúng ta sẽ kích vào ô số lượng để chúng ta đánh. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ nhập vào 30 cân, nhập 12, một bình là 12 cân nhé, bình gạo. Hành khô chúng ta nhập 1 cân, hạt lêm nhập 3 cân, dầu ăn chúng ta nhập là 3 lít, nước mắm nhập được 3 lít, nấm khô nhập khoảng 1 cân đi. Bột canh thì nó tính theo gói thì chúng ta nhập khoảng độ 25 cân. Đậu nếp chúng ta nhập khoảng 15 cân. Vậy sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ lưu lại. Và khi lưu lại xong thì hệ thống sẽ đổ vào nhà bếp. Vậy thì chúng ta đã là đi chợ xong cái thực phẩm khô. Và việc cuối cùng là các anh các chị sẽ click vào hai lưu đấy, và click vào OK. Vậy thì khi thực hiện xong này phần lưu thì chắc chắn chúng ta đã làm xong cái tìm phần tính khẩu phần ăn, và chúng ta sẽ có thể click vào nút dấu cộng này để xem các thực phẩm nấu thành đấy. Việc cuối cùng các anh các chị dễ dàng in ra các mẫu sổ liên quan.